Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trong suốt 3 tháng gần đây, lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ trong khu vực Biển Đỏ. Trước đó, Mỹ đã chỉ phòng thủ, không có nhiều hành động đáp trả. Tuy nhiên gần đây, Mỹ đã thay đổi chiến thuật, chuyển từ nhượng bộ sang tấn công mạnh mẽ. Mỹ đã tiến hành các cuộc phản công đáp trả Houthi bằng các máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các vũ khí hạng nặng. Houthi sau đó đã tấn công tàu chiến Mỹ và Anh ở Biển Đỏ, trả đũa việc quân đội hai nước này không kích các mục tiêu của nhóm ở Yemen. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1, ông Abdul Salam Taha, thành viên cấp cao của nhóm vũ trang Houthi Yemen cho biết, lực lượng Houthi tấn công tàu chiến Mỹ và Anh ở Biển Đỏ để trả đũa vụ không kích trước đó của hai nước này và các mục tiêu của Houthi ở Yemen, theo đài CNN. Washington và London chưa bình luận về thông tin Houthi tấn công tàu chiến Mỹ và Anh. Cùng ngày, ông Hussein Al-Esdi, cũng là thành viên cấp cao của Houthi, cảnh báo rằng Mỹ và Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu tiếp tục hành vi xâm lược. Yemen, đất nước chúng ta đã hứng chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ từ các tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh. Hai nước này chắc chắn sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và chịu mọi hậu quả thảm khốc do hành động xâm lược trắng trợn này, ông Esdi cảnh báo. Phía Houthi cho biết, các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào tối 11 tháng 1, rạng sáng 12 tháng 1 giờ Yemen, đã tấn công một số địa điểm ở Yemen, bao gồm cả các sân bay. Tối 11 tháng 1 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, để đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Ông Biden cho biết, Mỹ thực hiện các vụ không kích cùng với Anh và có sự hỗ trợ của Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan. Không lâu sau đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen. Ông Sunak nói thêm rằng, nhóm Houthi những tuần gần đây tiếp tục coi thường các cảnh báo quốc tế khi tiếp tục tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ, bao gồm cả các tàu chiến của Anh và Mỹ. Thủ tướng Anh cũng kêu gọi Houthi ngừng các cuộc tấn công và thực hiện các bước để giảm leo thang. Phản ứng trước diễn biến căng thẳng ở Yemen, Saudi Arabia ngày 12 tháng 1 bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên kiềm chế. Mặc dù Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực Biển Đỏ, nhưng chúng tôi kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang sau các sự kiện gần đây, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia. Trước đó, theo báo Dân Trí, Mỹ và Anh đã tiến hành một cuộc tấn công vào các mục tiêu liên quan tới lực lượng Houthi tại các thành phố Sana'a và Hodeidah của Yemen. Bây giờ, Mỹ, Anh và Israel đang tiến hành các cuộc tấn công vào Hodeidah, Sana'a, Dama và Sa'ada. Chúng tôi sẽ đáp trả họ, người phát ngôn của lực lượng Houthi, Abdul Salam Tahaf, xác nhận vào sáng 12 tháng 1. Reuters dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết có ít nhất 3 vụ nổ ở thủ đô Sana'a. Một quan chức Mỹ và một quan chức Anh nói với CNN rằng quân đội Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Các cuộc tấn công được thực hiện từ máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk. Một quan chức Mỹ thông tin hơn 10 mục tiêu của Houthi đã bị tấn công bằng tên lửa từ trên không, trên biển và các bệ phóng phụ. Các mục tiêu này bị tấn công vì chúng có khả năng làm suy yếu các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Mục tiêu của Houthi bị tấn công bao gồm các hệ thống radar, khu vực lưu trữ, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và các vị trí khai hỏa vũ khí. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhằm đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi và các tàu quốc tế ở Biển Đỏ. Những cuộc tấn công này của Houthi đã gây nguy hiểm cho nhân viên, thủy thủ của Mỹ và các đối tác của chúng tôi, gây nguy hiểm cho thương mại và đe dọa quyền tự do hàng hải, ông Biden nói. Ông Biden cho biết các cuộc tấn công của Houthi từ Biển Đỏ đã có tác động rộng khắp, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển thương mại từ hơn 50 quốc gia. Theo một số quan chức Mỹ, Washington đã bắn tên lửa từ máy bay, tàu chiến và tàu ngầm nhằm vào mục tiêu của Houthi ở Yemen. Một quan chức nói với CNN rằng tàu ngầm được triển khai là USS Florida đã tiến vào Biển Đỏ vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. Quan chức này cho biết, tương tự các tàu chiến tham gia cuộc tấn công, tàu ngầm đã bắn tên lửa tấn công Tomahawk. Theo một quan chức khác, một số quốc gia đã ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ và Anh. Trong thông cáo phát đi không lâu sau vụ tập kích,
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết đây là một hành động tự vệ, cần thiết, hạn chế và thích hợp. Ông cho biết lực lượng không quân hoàng gia đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở quân sự được Houthi sử dụng ở Yemen. Những tháng gần đây, Houthi đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nguy hiểm và gây bất ổn nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa các tàu của Anh và các tàu quốc tế khác, gây gián đoạn lớn cho tuyến đường thương mại quan trọng và đẩy giá hàng hóa lên cao. Ông Sunak nhấn mạnh, người đứng đầu chính phủ Anh cho rằng những hành động liều lĩnh của Houthi đang gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi biển và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Ông Sunak tuyên bố, Anh luôn ủng hộ tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do. Do đó, chúng tôi đã thực hiện hành động hạn chế cần thiết và tương xứng để tự vệ cùng với Mỹ và sự hỗ trợ từ Hà Lan, Canada, Bahrain chống lại các mục tiêu liên quan đến các cuộc tấn công này nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Houthi và bảo vệ hoạt động vận chuyển toàn cầu, ông Sunak nhấn mạnh. Trong bài phát biểu vào hôm 11 tháng 1, lãnh đạo Houthi Abdul Malek al-Houthi cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen đều sẽ bị đáp trả, đồng thời cảnh báo đòn đáp trả của Houthi sẽ mạnh hơn các cuộc tấn công vào tàu Mỹ trong khu vực. Phương Tây cáo buộc Houthi tấn công vào các tàu hàng qua vùng biển này. Đầu tuần này, các tàu chiến phương Tây ở Biển Đỏ đã đánh chặn hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ ngày 9 tháng 1 thông báo các tàu và máy bay nước này đã bắn hạ hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái phóng vào các tàu ở Biển Đỏ. Chúng ta không thể để xảy ra tình huống tuyến đường biển quan trọng, tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng trên khắp thế giới bị cắt đứt. Do đó chúng ta phải hành động, Bộ Quốc phòng Anh Ranskap tuyên bố. Người phát ngôn của lực lượng Houthi Abdul Salam Jahaf đã phản pháo Washington và London, tuyên bố Houthi sẽ đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào của Mỹ, đốt cháy các tàu chiến cũng như tất cả các căn cứ của Mỹ và đồng minh. Biển Đỏ là khu vực có một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới và các cuộc tấn công đã gây ra các tác động sâu rộng. Với ít nhất 44 quốc gia có mối liên hệ với các tàu bị Houthi tấn công, đồng thời thương mại quốc tế nói chung bị gián đoạn, các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Vào đầu tháng 10 năm ngoái, khi Israel tăng cường trả đũa cuộc tấn công, Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel. Mặc dù nhiều công ty bị nhắm mục tiêu cho biết họ không có mối liên hệ nào với Israel hoặc cuộc xung đột Israel-Hamas. Trước đó một ngày, vào ngày 10 tháng 1, theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án, đồng thời yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhắm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Với những ngôn từ mạnh mẽ nhất, nghị quyết 2722 của Cơ quan Quyền lực Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi và các tàu hoạt động ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, khi lực lượng này tấn công và bắt giữ tàu Galaxy Leader cùng thủy thủ đoàn. Nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt tất cả các cuộc tấn công vốn cản trở thương mại toàn cầu, làm suy yếu quyền tự do hàng hải, hòa bình và an ninh khu vực. Nghị quyết cũng đồng thời yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức thả tàu Galaxy Leader cùng thủy thủ đoàn. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải của các tàu buôn và các tàu thương mại theo luật pháp quốc tế. Cơ quan quyền lực Liên Hợp Quốc cũng đồng thời lưu ý đến quyền của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong việc bảo vệ tàu thuyền của mình khỏi bị tấn công theo luật pháp quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, bao gồm các cuộc xung đột góp phần gây căng thẳng khu vực và sự gián đoạn an ninh hàng hải nhằm đảm bảo đưa ra các phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Nghị quyết kêu gọi các bên hành động thận trọng và kiềm chế để tránh gia tăng căng thẳng tình hình ở Biển Đỏ và khu vực rộng lớn hơn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khuyến khích các nỗ lực ngoại giao tăng cường của tất cả các bên nhằm thực hiện mục tiêu này, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ đối thoại và thúc đẩy tiến trình hòa bình của Yemen dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 2722 được thông qua với 11 phiếu thuận, không có phiếu chống và 4 phiếu trắng của Algeria, Trung Quốc, Mozambique và Nga. Ba sửa đổi của Nga đối với dự thảo nghị quyết bao gồm đề cập đến cuộc xung đột ở Gaza là nguyên nhân góp phần gây ra căng thẳng trong khu vực đã không được Hội đồng Bảo an thông qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.